Vâng, xin chào các bạn. Trong bài học này thì tôi sẽ nói chuyện với các bạn về một số những cái kỹ năng cần thiết cho MC bán hàng hoặc là cho những người làm livestream bán hàng. Thế thì theo tôi, những cái kỹ năng cần thiết để cho một cái người livestream thành công hoặc là livestream tốt được trên Facebook hoặc là trên YouTube khi chúng ta bán hàng thì nó cần một số các kỹ năng như sau. Thứ nhất đó là kỹ năng nói chuyện hay là trò chuyện, nói chuyện phiếm. Đây là một cái kỹ năng rất là quan trọng bởi vì chúng ta đang nói chuyện với khách hàng của chúng ta, nói chuyện với những người quan tâm, đúng không? Thứ hai đó là các cái kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tư vấn, giải quyết vấn đề. Thứ ba đó là kỹ năng bán hàng, phán đoán tâm lý. Mặc dù là chúng ta cũng chỉ trò chuyện với nhau theo kiểu là tôi nói và các bạn comment, bởi vì Facebook nó chỉ cho phép như vậy, đúng không? Khi mà phát livestream thì tôi nói, còn các bạn comment thì tôi cũng không biết là các bạn có tức giận hay không, các bạn có thích hay không, nhưng mà thông qua cái comment đấy, tốc độ comment, số lượng comment, nội dung comment, cách thức comment tôi sẽ đoán được các bạn. Đấy, và tôi tư vấn và tôi chốt sale. Thế còn cái phần trước đó thì tôi đã nói rồi. Chúng ta chuẩn bị về bối cảnh, về trang phục, về make up, rồi thì về những cái chương trình khuyến mại, quà tặng v.v. Thì nó thuộc về cái phần chuẩn bị trước đó. Còn tôi đang nói về những cái kỹ năng mềm cần thiết cho việc bán hàng bằng livestream. Rất là nhiều bạn nói với tôi là em không biết nói gì khi livestream. Thế thì các bạn hãy đơn giản như này, các bạn hãy tưởng tượng rằng như tôi đây này, tôi đang phải nhìn vào một cái máy quay và tôi đang tưởng tượng là tôi đang nói chuyện với các bạn, tôi đang nói chuyện với các học viên, tôi đang nói chuyện với khách hàng của tôi. Tôi nhìn vào cái máy quay, tôi giống như tôi đang nhìn vào một cái khách hàng, tôi đang nhìn vào một cái người học, tôi đang nhìn vào một người bạn, thậm chí là đang nhìn vào một người thân thiết đối với mình. Tôi đang chia sẻ những cái hiểu biết của tôi. Tôi tin rằng là tôi đang giao tiếp với các bạn, đúng không ạ? Dù là các bạn đang xem tôi như thế nào đó. Tôi tưởng tượng ra điều đấy, cho nên tôi nói chuyện rất là vui vẻ, rất là nhiệt huyết. Chứ không phải là tôi nghĩ rằng là tôi đang độc thoại trong bóng đêm, đúng không? Thế thì các bạn cũng tưởng tượng như vậy, các bạn sẽ cần có kỹ năng nói chuyện, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tư vấn, kỹ năng bán hàng, kỹ năng chốt sale. Thế thì ví dụ như kỹ năng trò chuyện thì các bạn muốn làm nào? Thì lời khuyên của tôi, một là các bạn đọc thật nhiều chuyện vào, chuyện tranh, rồi thì chuyện này, chuyện kia, rồi thì chuyện ở trên mạng, tin tức ở trên mạng. Bởi vì sao? Các bạn đọc được nhiều, có nhiều thông tin thì các bạn mới nói chuyện được, đúng không? Chúng ta có học cái cách nói chuyện phiếm, đúng không? Chúng ta bắt đầu với nhau trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe, lâu quá rồi không gặp, dạo này thế nào, ôi bộ trang phục này đẹp thế, thời tiết hôm nay tốt quá, con chó này của bạn đắt tiền lắm nhỉ, bạn lại mới đổi xe à, vân vân. Tất cả những cái thứ đấy nó đều gọi là kỹ năng nói chuyện phiếm. Và các bạn có thể đọc một cái cuốn sách nói về kỹ năng nói chuyện phiếm, hoặc là các bạn phải chủ động, đúng không? Giao tiếp là mình phải chủ động, bởi vì lúc này mình là host, tức là mình là người chủ trò. Còn người ta vào comment, người ta vào xem, đấy là việc của người ta. Đó, thì đấy là cái lời khuyên của tôi, được không ạ? Thế tiếp tục, đấy là kỹ năng thuyết trình, giải quyết vấn đề, đúng không? Thì mình nói cái gì nó phải logic, nó phải chính xác, nó phải mạch lạc. Thì mình bán cái gì đó, chẳng hạn như tôi bán cái iPhone này thì tôi phải hiểu rất rõ về cái iPhone này. Tôi phải chuẩn bị bài cho nó, tôi phải muốn biết là hôm nay tôi sẽ nói cái gì. Nội dung 1, nội dung 2, nội dung 3, tôi phải dẫn dắt câu chuyện. Tôi phải đưa khách hàng từ cái chung chung cho đến cái cụ thể, đưa sang một cái từ một cái không rõ ràng cho đến một cái rất là khát khao, rất đam mê. Từ cái không có nhu cầu biến thành cái nhu cầu. Đấy, thì tôi thuyết phục họ, thu hút họ bằng lời ăn, tiếng nói, cử chỉ, hành động, ánh mắt, đôi môi, nụ cười, tất cả mọi thứ là đều để thu hút bán hàng, đúng không? Và sau đó thì kỹ năng chốt sale bán hàng. Người này comment là em chào anh nhá, anh mua sản phẩm này giá là 100.000 anh nhá, anh vui lòng cho xin lại số điện thoại và địa chỉ để em giao hàng nhá. Vâng, rất là cảm ơn anh như này, rất là cảm ơn anh kia. Và ngày mai nhé, 9 giờ nhé, hay 10 giờ em sẽ giao hàng, anh lưu ý cái điện thoại nhé. Vâng, cảm ơn anh. Sau đó lại chị B nhé, chị C, anh D nhé, vân vân. Cứ liên tục như thế, chúng ta cứ giống như là chúng ta đang tưởng tượng là chúng ta đang nói chuyện với rất nhiều khách hàng ở trước mặt. Đấy, chúng ta nói sai, chúng ta nói lại, không sao cả. Chúng ta nói vấp, nói ngượng, chúng ta tập, chúng ta sẽ quen. Chúng ta có thể tập trước gương, nói trong phòng tắm, nói khi đi một mình, vân vân, để chúng ta có thể có được những cái kỹ năng tốt, đặc biệt là kỹ năng trò chuyện, kỹ năng chốt đơn bán hàng, và cái tạo ra một cái cảm giác thân thiện, chuyên nghiệp với khách hàng là chúng ta có thể làm được. Đấy,
thì tôi xin trao đổi như vậy. Thế còn kỹ năng tư vấn bán hàng thì các bạn có thể là hiểu sâu về sản phẩm, hiểu sâu về tâm lý, hiểu sâu về quy trình bán hàng của mình rồi. Còn nếu mà các bạn chưa tự tin với điều đó thì các bạn có thể tìm mua thêm cái bộ khóa học là King of Sale của tôi. King of Sale tức là vua bán hàng, dạy các bạn những cái kỹ năng nắm bắt tâm lý, kỹ năng chốt sale, quy trình này kia rất nhiều, rất là tốt. Tôi đánh giá cao cái bộ King of Sale vua bán hàng của tôi, dạy cái kỹ năng sale và chốt sale thông thường cho các bạn, được chưa ạ? Vâng. Thế thì đấy là một số những cái lời khuyên nho nhỏ, một số những cái kỹ năng cơ bản mà tôi muốn trao đổi với các bạn để giúp các bạn có thể là có tự tin livestream, tự tin bán hàng bằng livestream. Một số những kỹ năng cần thiết các bạn nên tích lũy cho mình thông qua việc đọc, việc học, việc áp dụng và việc thực hành các bạn nha. Và bản thân các bạn xem bộ video này nó cũng là các bài học cơ bản, cũng là một cái phần giúp các bạn có được những cái kiến thức cơ bản và những cái kỹ năng cơ bản để các bạn có thể livestream bán hàng. Thực ra nó vẫn là bán hàng, bán sản phẩm thôi, nhưng cái phương thức nó khác, đúng không? Lúc trước là mình gặp trực tiếp khách hàng đứng ở trước cửa shop của mình hoặc là đứng trước mặt mình, họ đi lại như này. Nhưng bây giờ thì khách hàng họ đứng ở trên điện thoại, đúng không? Họ xem ở trên điện thoại, họ họ trả lời comment khi mà mình nói, mình trao đổi theo thời gian thực. Đấy, thì cái đấy cũng là cái nó cũng khác biệt. Họ không nói được, họ chỉ comment được thôi. Mình phải trả lời họ, mình trả lời họ, thậm chí mình phải có đội ngũ hỗ trợ các câu trả lời để mình trả lời liên tục đấy, hoặc là mình livestream trong group vân vân, kiểu kiểu như vậy. Đấy là một số những cái câu chuyện chia sẻ với các bạn trong quá trình làm livestream, bán hàng trên livestream. Ok. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và nếu mà các bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc là tư vấn thì xin vui lòng hãy liên hệ trực tiếp với giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi ở địa chỉ phananhonline@gmail.com, facebook.com search Phan Anh Online. Xin chúc các anh chị và các bạn livestream bán hàng thành công. Và nếu có các bạn cần học hỏi thêm, cần tư vấn thêm thì như tôi đã nói, tôi có rất nhiều các bộ khóa học, tôi có sách, tôi có giáo trình, tôi có tư vấn, tôi có đội ngũ sản xuất video, sản xuất content, tôi có đội ngũ chạy quảng cáo và đào tạo sale, chốt sale cho các bạn, vân vân. Tôi hy vọng là chúng ta có thể hợp tác với nhau nhiều hơn nữa chứ không chỉ là một cái khóa học như này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video bài học tiếp theo.